Hey, tìm thấy cái câu hỏi của bồ thì tôi chỉ muốn hỗ trợ bồ tí ở trên cái này nè, là khi mà bồ bồ thấy ở đây nó có một cái phần invisible màu xám xám không, để tôi mở cái này lên. Cái này bồ thấy không? Tôi thấy cái phần bồ đang để, tức là bồ vẫn đang muốn nhìn thấy cái phần ở bên ngoài của các cái scene này mà nó đang mờ, tức có nghĩa rằng là trên cái viewport này bồ đang show thêm thêm những cái geometry ở trong này, nó sẽ trở thành nặng. Ngoài ra thì nếu mà bồ, dĩ nhiên tôi cũng nói thêm rằng là nếu bồ có thể hiển thị cho nó rõ luôn phải không, hoặc là để cho ở chế độ ghost phải không, nhưng mà vì cái đó thì dĩ nhiên nó sẽ rất là nặng, nó sẽ không thể nào mà nhẹ được. Cái nữa là tôi nghĩ rằng là chắc bồ chưa có rành về cái này, vì do bồ đang chạy trực tiếp một cái flip simulation, là một cái water effect simulation, nó ngay bên ngay ngay trong cái simulation. Thật ra thì khi mà đến làm việc ở một cái cấp độ rồi, không có ai ít người sẽ ngồi ngồi coi cái này lắm vì nó rất là nặng. Và vừa thấy cái thanh màu xanh lá cây, màu xanh xanh dương này không, cái thanh màu xanh dương này là nó hiển thị cái việc mà nó cast lại, thì tôi cũng xuống show cho bồ xem luôn. Tức là khi mà cái màu xanh dương đó mà nó hiển thị ra, có nghĩa rằng là ở trên cái dot network của bồ đó, dot network là cái dynamic mà simulation mà bồ đang ở bên trong đó, coi như để mà simulate cái nước á, là cái tank simulation này đây, thì khi mà bồ ra bồ 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 liếc vào nó đó, bộ sẽ thấy có phần simulation rồi xong đến phần test, phải không? Simulation là bộ sẽ bắt đầu ở frame nào, và đó đến phần test. Cái này là cái test của riêng cái đốt này, nó sẽ test lên trên cái RAM và nó sẽ lưu tạm ở đó. Rồi sau đó sẽ mất, mỗi lần bộ simulation cái mới là nó sẽ mất, phải không? Thì mỗi lần như vậy thì mặc định ở đây thường nó sẽ khoảng 5.000 theo tôi nhớ. À đúng rồi, 5.000. Bộ có thể click vào đây revert to default nếu mà có số khác. Tôi có nhiều RAM nên tôi sẽ để ở đây là khoảng 50.000. Nhưng mà khi render tôi thường tắt luôn cái CAD simulation này, vì bản thân cái CAD simulation này á, là khi render là nó, mà nếu mà để nó đó là nó sẽ cũng vừa render vừa simulation. Trong một số trường hợp tôi cảm thấy cái gì đó nó nhanh, tôi không muốn CAD lại. Ở trong Houdini á, tôi cũng thấy rằng là bồ có bị giống tôi cái hồi đầu á, tức là trong Houdini á, nó có một cái node shape, đây là shape geometry ha, thì cái node đó là node file CAD rất là quan trọng. Thì bộ sẽ thấy đây cái node file cat này, tôi bung lớn lên nha, cái node file cat này tôi bung lớn lên, thì bộ sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái chỗ là ghi là load from disk, là khi mà bộ click vào đây á, là nó sẽ tự động nó load tất cả những gì dữ liệu gì mà bộ đã simulation mà bộ lưu xuống, mà muốn lưu xuống á, thì thông thường coi như thì còn ra bộ cứ để load from disk vậy đi, tôi chỉ đơn giản thôi, nhưng mà bộ hoàn toàn có thể lên cái phần help để bộ coi thêm đó. Thì bồ bấm vào load from disk là tự động từ đây trở đi là nó automatic, coi như là bồ cứ save to disk là tự động, coi như toàn bộ cái simulation của bồ nó sẽ hoạt động. Ví dụ như cái node này nó hoài vô cái này, là đây một cái node particle, thì khi nó hoài vào đó là khi tôi bấm save to disk này là toàn bộ các cái dữ liệu đó nó sẽ được lưu vào dữ liệu simulation, và nó cũng sẽ tương tự như bồ đang thấy rằng là trong cái phần dot network của bồ đó, nó cũng sẽ tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ lưu xuống đĩa. Thì khi mà lưu xuống đĩa nó sẽ lưu vào cái geometry file này, thì cái này là cái đường dẫn nó sẽ chứa, và lúc nào có này cái đường dẫn của nó cũng sẽ là video.exe, là phần mở rộng của cái file. Đây là định dạng format mà đã có nén rồi đó. Trong một số trường hợp như xài một số cái format khác như volume hay là BDB nó sẽ nén tốt hơn, nhưng mà thường thì trong Houdini làm việc đó, thì nó không chỉ nén file không, mà mình phải nén về data, về data, tức là trước khi bồ đưa cái dữ liệu đó vào trong cái này, bồ sẽ nén thằng bản thân thằng particle fluid surface này, nó cũng có một cái nén nó gọi là volume compress, thì nó có nhiều cái kiểu kỹ thuật nén, thì bồ có thể xem thêm ở đây, mình không có nói về cái chuyện đó. Đây là animation, tức là bồ có một cái frame, có một cái thêm time time frame, thì bồ sẽ save frame frame đó. Còn nếu mà save current frame là chẳng hạn như tôi thường thì lưu những cái mà still geometry, cái geometry nó không có animation đó, thì mình sẽ chỉ cần save current frame rồi sau đó coi như là xóa cái đô la frame rồi đi, chỉ còn vậy thôi. Thì đô la frame là cái mỗi một cái frame mà nó xuất hiện á, thì nó sẽ tăng lên, mọi hiểu không? Tức là bây giờ chẳng hạn như mình đang ở 1033, ok, thì nó sẽ lưu cái frame 1033. Nếu mà bộ nhích lên cái
tôi tìm cái nút nhích lên 1034. Gợi ý nè. Cái này nó sẽ lên 1034. Còn cái đô la frame nó sẽ làm việc như vậy, thì có nghĩa rằng là bộ sẽ lưu được một cái sequence file xuống dưới đĩa, rồi sau đó khi nó load lên. Cá nhân tôi thì tôi khuyên bộ nên làm việc với lại đô la chop, tức là cái folder mà bộ đang làm việc á, chứ không phải là cái file heap. Tức là cái này á, là nó lưu như thế nào, nó lưu từ là chẳng hạn như từ cái bộ đĩa nó sẽ lưu xuống bộ leak, middle mouse lên, middle mouse leak giữa, leak con cỏ ngay chỗ cái nút scroll đó, bộ leak lên đây, leak middle mouse lên đây, nó sẽ ra cái phần này. Thì heap name là tên của cái file heap mà bộ đang đang xài, chẳng hạn như là bộ đang lưu dạng tên là abc.heap thì nó sẽ ra cái file đó là abc.heap. Trong trường hợp của tôi nó sẽ ra một cái file khác. $OS có nghĩa rằng là nó sẽ lấy tên của cái file, của cái nốt này, cái nốt hiện tại nè. $OS là lấy tên của cái nốt hiện tại để nó lưu xuống. Thường thường chẳng hạn như tên file thì chẳng hạn như bộ đang làm việc trên một file section nhưng mà cái nốt nó khác nhau, thì tôi muốn lưu cái $OS này lại, thì tôi chứa chẳng hạn như tôi nói là bây giờ tôi lưu cái này là tôi lưu flip particle, thì cái $OS này nó sẽ lưu lại dưới dạng là flip particle. Bộ cũng có thể xóa cái này đi. Bộ muốn lưu với một cái tên nào khác, flip name chẳng hạn. Thì trong Houdini này thì nó hiểu dấu chấm này rất là nó chuộng dấu chấm này thôi, thì bộ cứ làm việc theo dấu chấm, nó không bắt buộc, theo bạn thích bộ làm thôi đó. Và trong Houdini này nó làm việc nó khác với lại thằng Windows bình thường, tức là chẳng hạn như là bộ có một cái thư mục thì bộ sẽ là c hai chấm gốc Windows, gốc là gốc như thế này, Windows ABC, nhưng mà tại vì do Houdini này nó làm việc theo kiểu dạng Linux, thành ra coi như là nó sẽ lưu theo dạng như dấu slash ngược này, rồi xong rồi coi như dấu này ở trong bản thân trong trong Houdini thôi nha. Điều này tôi thấy là khi mà mình sử dụng cái phần hệ điều hành Windows đó, nó không thật sự đáng lo ngại lắm, nhưng mà có điều là nhiều khi mình muốn một cái sự gọi là đồng bộ á, thì tốt nhất là mình nên lưu theo cái kiểu của Houdini. Thì khi mà lưu kiểu như Houdini này chẳng hạn như bộ trong một số trường hợp bộ chừng render network hay là render qua mạng á, rồi bộ cần sử dụng nó ở trên các cái hệ điều hành khác, ví dụ như Linux chẳng hạn hay là macOS, thì cái việc mà cứ chạy thống nhất một cái như thế này nó sẽ tiện, chứ còn không thì nó chỉ hiểu cái này chỉ có Windows thôi. Thì mình nói như thế để mà bộ biết. Còn cái này là gọi chung là một cái exception. Thì cái Dollar Shop này ở đâu? Cái Dollar Shop này là bộ là cái menu nha, bộ là menu, bấm vô Edit thì trên này nó sẽ có cái gọi là alias variable, những cái biến và những cái định danh. Thì bộ phận nó đầu tiên hết rồi, cái này ta sẽ mở cái định danh ra, thì bộ mở vào cái phần biến. Thì cái biến này là biến môi trường, cái biến chung của bộ làm việc trong một cái máy. Thì khi mà bộ cần làm việc có trên một cái hệ thống mạng á, thì nó rất quan trọng là nó chỉ nhận cái job thôi. Thành ra bộ bằng mọi giá là chẳng hạn cái file của bộ đang làm việc trên máy như thế nào không quan tâm, nhưng vấn đề nằm chỗ trước khi mà bộ đưa lên mạng, ví dụ như bộ xài bây giờ render cloud đúng không, render trên những cái hệ thống mạng online, thì render cloud thì bây giờ bộ sẽ cần cái job này hơn là bộ cần cái heap file này, vì cái heap file này nó chỉ nhớ cái máy của bộ thôi. Thì vô cái phần job này nè, bộ sửa nó lại thành cái đường dẫn mà nó chứa ở trên cái cloud. Thì khi mà close lại thì dĩ nhiên là khi mà tôi sửa cái này tôi cũng sửa luôn hai cái này chứ tôi không đâu giờ giữ làm gì. Thì khi mà bộ sửa như vậy xong rồi thì cái project này nó sẽ hiểu rằng là nó sẽ chạy ở trên cái việc mà chạy trên cái cloud, trên cái folder đó thôi, chứ nó sẽ không có đọc một cái khác, đọc ở một cái vị trí khác đó. Còn lại thì những cái phân cấp folder do tôi làm việc. Thì sở dĩ mà nói về cái việc mà tại sao phải dùng cái file khác đó thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ví dụ như giờ bộ đang xài cái này là tôi đang xài sóng nè, tôi đang live sóng cái một cái nốt là tôi nói lại rằng là vì do khi mà tôi machine như thế này á mà tôi sử dụng sóng luôn á, tức là cái shop nốt này là cái mesh, cái là một cái công việc process nó rất là nặng, vì bộ sẽ tạo cái polygon trên cái data mà bộ có. Đây là cái data tôi có từ cái fluid compress này, và đây là khi mà tôi đọc từ cái data cache đây, tức là cái data này đã cache rồi, và bạn thấy rằng là tôi kéo cái timeline rất là dễ. Nhưng mà cái công tác này nó sẽ không tương tự, vì bạn thấy tôi đã cache ở đây rồi, nhưng mà vấn đề nằm chỗ là khi mà tôi sử dụng cái mesh thì cái process này rất là nặng, tôi không thể làm vậy được, vì lý do là mỗi một frame này nó sẽ chứa một cái geometry này. Và mặc dù cái geometry này nó cũng đơn giản thôi, nó không có phức tạp, nó không có phải là vài chục triệu polygon hay gì, nhưng mà vấn đề nằm chỗ rằng là đối với polygon thì cái viewport này nó vẫn hiển thị rất là vất vả.
nên có cái cách này nó sẽ giúp cho tôi dễ dàng hơn để tôi scrub. Bạn có thể thấy rằng là khi mà chuyển qua cái cách là nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Bởi vậy thành ra như là ở trong simulation, tất cả mọi cái thứ về dynamic hay là tất cả những thứ về heavy reset á, heavy reset có nghĩa rằng là tính toán những cái gì mà nặng, từ trong shop rồi từ cả làm motion graphic mà bồ coi như là clone nhiều cái hòn bi lên thì nó cũng sẽ rất là nặng, và thêm này thêm nọ vào này kia đó. Nói chung ngoài ra thì cái việc mà bồ hiển thị một lúc mà với nhiều cái object ở bên ngoài rồi xong rồi sau đó coi như là bồ cũng chạy những cái này cùng lúc á, thì nếu mà những cái object này mà nó animated này kia luôn thì trong trường hợp này thì cái máy tôi nó có thể chịu được. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ rằng là chẳng hạn như một máy bộ thì nó sẽ khó hơn trên một trên cái cỗ máy laptop hay gì đó. Nhưng mà cái con này mà nó đang chuyển động hay gì nữa thì chắc chắn là nó sẽ rất là nặng. Thì cái con này tôi đang copy in transform và tôi không có instant nó. Instant nó sẽ nhẹ đi, nhưng mà tôi không instant, tôi để luôn để tôi như tôi làm sample cho bộ. Đó là nói về việc này. Ngoài ra thì để tôi trở lại cái frame đầu tiên, tôi cũng muốn chỉ với bồ làm việc này. Tức là bây giờ bồ đang simulation là bồ đang hiển thị mấy cái viên sphere nè, thì tôi biết rằng là bồ mới mới xài thôi, bồ đang tập xài thôi. Tôi thấy bồ đang bấm tùm lum tà la ở đây, nhưng mà kiểu dạng cái này thì nó sẽ đi vào cái việc mà xài flip object, xài fully dynamic fully simulation nữa. Mà bồ nên coi lại mấy cái bài căn bản thì tôi thấy bồ bấm tùm lum tà la ở đây là tôi biết là bồ chưa biết dùng. Nhưng mà về cái việc mà hiển thị cái sphere này thì tôi biết rằng là bộ có thể vào đây, thì như vừa thấy rằng là ở đây của tôi ở trong bên trong cái dynamic của tôi đang ở trong cái lớp dynamic sphere này, là tôi hiển thị đây là particle chứ tôi không hiển thị bằng một cái sphere. Thì cái phần đó là nó sẽ vào ở bên trong phần guide và phần đây ha, phần trong flip object của bộ cũng vậy, bộ vào trong cái flip object đây nè, phần flip object của bộ này, xong rồi vào cái phần guide. Thì trong cái phần guide này á, thì bộ thấy không, đang hiển thị là particle, nhưng mà về sở dĩ mà bộ đang hiển thị cái sphere là vì ở trong cái phần particle này của bộ này, trong cái phần này nè, thì từ cái tháp này là tháp tổng, nó sẽ có cái tháp con surface velocity collision này kia, là các cái hiển thị cho cái quá trình simulation mình muốn debug hay muốn xem nó, là gọi là chung là diễn họa visualize. Cái phần particle này ở đây là bồ đang hiển thị visualize này không phải là particle mà bồ đang hiển thị là sphere. Thì khi mà hiển thị ở cấp độ sphere này thì bồ có thể thấy không, tôi này có một đống la hết này. Thì nó rất là nặng, bồ hiểu không, tức là bồ xài cái sphere bao giờ nó cũng nhẹ bồ cũng nặng hơn hết, tại vì đây là những cái geometry mà thường thì tôi vào thì tôi bấm trở ra, tôi bấm particle ngay, và đó là cách của tôi dùng vậy nha. Chúc bộ may mắn. Vậy thì tôi tóm tắt lại là bộ xài Houdini thì bộ nên xài phải cái phần cat thì cũng đơn giản thôi, bộ vào trong cái thằng này nè, đớp nè, này có cái đớp IO, đớp IO, xong cái bộ load cái đớp network là cái network mà chứa cái simulation của bộ ấy. Tức là đây nè, của tôi là tank simulation nè, cái nãy tôi có bấm cho bộ rồi đó, để nói về cái cat nè, cái này nè. Xong rồi cái đớp IO đó thì tôi chứa cái đường dẫn vào này, bộ có thể chọn nó, nhấn copy, nhấn đây nè, copy C này, chuyển qua đây, path ra là ra cái này, ok. Rồi cái phần đớp node này là nó muốn tìm là tìm cái flip object, tìm cái này nè, cái này mới chính là cái flip cho bộ chứ không phải cái flip solver là cái flip nha. Cái mà bộ chuột vào là cái flip object này để mà làm tạo ra simulation water play này kia, mà của bộ tôi đang thấy như là cái trái sphere bự bự đó. Đây là cái đớp node nè, đó là tôi như là flip object, ok, của tôi flip object, ok. Xuống đây thì flip object này chỉ cần ba thứ thôi, bộ có thể đánh bằng tay vào, cộng 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 lên, cộng 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 lên đó. Hay là bộ có thể chọn ở đây là Flip là tự động auto mặc định, nó sẽ nhảy cái geometry surface veil này ra đó. Thì đây ra thì nó chưa kết đúng không, thì bộ bỏ thêm cái volume compress này vào. Thường thì volume compress này thì bộ sẽ lấy cái particle separation từ cái chỗ này nè, pass vô đây, bật mấy cái này lên để cho nó đừng có hiển thị mấy cái phần này. Rồi là motion graphic thì nhiều khi bộ thích có cái phần mà bề dày đúng không, tôi thì tụi tôi làm những large scale, những cái size scale lớn
hỗn tạp rồi tàn phá này kia thì tụi tôi không bật mấy cái đó làm gì hết, tại vì chỉ cần thấy cái mặt nước thôi mà. Rồi mấy cái attribute này nè, bộ thích giữ cái này thì bộ xài thì thông thường mặc định của nó thì bộ cứ mở cái volume compress lên. Recompress tôi nhầm. Thì nó có nhiều attribute thì càng giữ nhiều cái attribute này thì cái tốc độ đọc cái simulation sẽ càng chậm. Thành ra đó là lý do mà tôi xóa đi, tôi chỉ cần đọc những cái tôi cần thôi. Tại